Con này lúc mới tiền tỷ nhá. Bây giờ em bán cho các bác giá chỉ như mo linh thôi. Và nhìn vào đây thì rất nhiều người cũng sẽ nghĩ đây là chiếc xe tiền tỷ. Chứ ai nghĩ chiếc xe đẹp như thế này, chất như thế này, form dáng hầm hố như thế này mà giá thì lại như mo linh đâu, đúng không ạ? Nội thất bên trong của xe rất sang trọng. Các bác nhìn xem, nội thất rất sang trọng. Nội thất là màu da bò các bác nhá. Từ phần ghế này cho đến phần sàn này, cho đến cái phần tắp ly cánh cửa. Đấy các bác xem, rất sang trọng. Ở trên đây nhá, phần tắp ly cánh cửa, phần tắp nô, các bác nhìn xem, thiết kế nhìn cũng khá đẹp mắt đúng không ạ? Khá đẹp mắt luôn. Nhất là thiết kế về cái form của cái tắp nô. Đấy đúng không ạ? Nhìn nó rất là trẻ trung, nhìn nó cũng như kiểu là những chiếc xe tương đối là nhiều tiền đúng không ạ? Đây các bác xem nhá. Có màn hình giải trí Android rồi đây các bác này. Màn hình to luôn. Vâng, và có điều hòa auto tự động này các bác này. Nó có những cái tính năng gì thì em cũng sẽ giới thiệu lên trên clip này để cho toàn thể các bác mình nắm được, các bác mình biết luôn các bác nhá. Vô lăng của xe nó là vô lăng 4 chấu của Tư Khiên Toàn, nằm ở giữa, có tích hợp phím điều khiển nằm bên cạnh. Đấy, chỗ này được sơn vân gỗ đây, rất là sang trọng luôn này các bác này. Đấy. Nội thất của chiếc xe này gần như là toàn bộ màu da bò rồi các bác nhá. Và đây là cần số tự động zích zắc của chiếc xe. Còn đây là chìa khóa thông minh của chiếc xe. Vâng, và đây là nút đề khóa thông minh start top các bác nhá. Vâng, tắt bật nằm ở cái công tắc này. Rất nhiều tính năng nữa. Đây, giá như mo linh luôn mà được chiếc xe chất lượng, một chiếc xe hiện đại như thế này luôn các bác này. Chỗ này có cổng nghe nhạc nhá, cổng điện ra nữa. Đây, sấy sửa kính đây. Có cả cam hành trình nhá. Đây cam hành trình đây. Gương chống chói đây. Và nhá, chiếc xe này nó có cả là hai cửa sổ trời luôn các bác ạ. Đây này, hai cửa sổ trời luôn. Đấy. Các bác nhìn vào chiếc xe này, các bác thấy chiếc xe này có đã không ạ? Các bác thấy có đã không ạ? Các bác thấy đã sướng mắt chưa ạ? Vâng, xe quá đẹp luôn. Bên ngoài nó là màu nâu, cái màu tương đối là sang. Bên trong là màu da bò, tương đối là sang trọng đúng không ạ? Thiết kế phần tắp lô tắp ly của dòng xe này em rất thích luôn nhá. Và dòng xe này đấy ạ, thì tại bên em cũng đang có mấy con. Đây, đây là cái phần form dáng bên ngoài của chiếc xe mà em đang quay cho các bác xem nhá. Nhìn rất long lanh luôn. Nhìn đây thì ai bảo chiếc xe này tiền rẻ như mo linh đâu đúng không ạ? Mẫu này là mẫu Hyundai Tucson đấy các bác nhá. Hyundai Tucson đấy ạ. Đây, em đi một vòng cho các bác xem. Đây phần đầu của xe này, phần nội thất của xe này, form dáng của xe này, tí đến phần đuôi nữa các bác nhìn xem, nhìn rất sướng mắt luôn các bác nhá. Lại được cái biển Hà Nội tên tư nhân nữa các bác nhá. Đấy, lợi thế là lợi thế ở cái biển Hà Nội này. Và đèn của xe đấy ạ, đèn của xe thì đây các bác nhìn xem, có một dải đèn led nằm ở trên, có đèn bi nằm ở đây các bác nhá. Đấy, đèn đời cao. Vâng, có cảm biến chống va chạm ở phần đầu xe, có cảm biến va chạm ở phần đuôi xe các bác nhá, gọi là cảm biến xung quanh xe đấy ạ. Với lớp sơn xi của xe các bác nhìn xem này, nó rất là mượt mà luôn, rất là long lanh luôn. Phần đầu của xe cũng vậy này, ốp lốc rất long lanh luôn này các bác này. Đèn bên đây thì cũng thế các bác nhá, em quay gần hơn cho các bác xem này, các bác nhìn này, đèn pha này cũng sáng, bật ban đêm người đối diện đi thì chói mắt luôn. Và chiếc xe này đấy ạ, nó có thêm một thứ nữa, đấy là camera 360 độ nhá. Cam 360 độ nằm xung quanh xe. Đây các bác nhìn xem này. Ở gương đây có này, phần đầu có, phần đuôi có nhá. Và sinh nhan báo rẽ nằm trên gương đây các bác nhìn xem này. Đấy, sinh nhan đẹp chưa? Và cái phần gương rất sáng bóng luôn các bác nhìn này. Quay kỹ cho các bác xem. Lại được một lợi thế nữa là lốp dày nhá các bác nhá. Đấy, con này của em lốp dày chưa này. Đấy, lốp rất dày. Và la răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS là nguyên bản theo xe rồi. Đây là mẫu Hyundai Tucson các bác nhá. Máy của xe là 2.0. Và xe thì được nhập khẩu nguyên con, nguyên chiếc từ đất nước Hàn Quốc về Việt Nam. Vâng, dòng xe này là một trong dòng xe rất là thông dụng. Đấy, là một trong những dòng xe mà ngày xưa chỉ những người có tiền, những người có điều kiện mới mua được. Và bây giờ đây thì gần như là các bác, kể cả như là mình đi làm công ăn lương, các bạn đi làm trong công ty vẫn có thể mua được cái chiếc xe này về đi nhé. Đi được cả gia đình luôn. Con xe này 5 chỗ gầm cao,
máy 2.0 thì chiếc xe này nó cũng ít xăng thôi, dưới 10 lít thôi các bác ạ, nó dưới 1 lít xăng thôi nhá, không nhiều đâu, dưới 1 lít xăng thôi. Vâng, và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết. Con này của em sản xuất lẻ 10 các bác nhá. Keo chỉ của xe thì không mất rồi, bên em đảm bảo cho toàn thể các bác, bảo hành cho các bác yên tâm nên là xe không lỗi tai nạn đâm đụng gì hết các bác nhá. Đây các bác nhìn xem mép bánh cửa keo chỉ vẫn còn đây, đóng trong cánh cửa xe sơn xi sáng bóng đẹp đẽ, gioăng cửa đẹp. Những phần tắp ni tắp nô của xe các bác nhìn xem này. Đấy, đẹp chưa? Đấy, chỗ này có loa này. Gương kính điều chỉnh điện nằm toàn bộ ở đây, đây là công tắc bấm để mình cục gương nhá. Đây chỉnh mặt gương đây, chốt cửa đây. Công tắc bấm chỉnh bốn kính cửa đây. Bằng chất liệu da, bằng chất liệu da đây các bác nhá. Đây loa này. Đấy. Thiết kế nhìn hay không? Chả giống ai, chả giống xe gì hết đúng không ạ? Các bác nhìn xem, tắp lô, tắp ni của dòng xe này nó thiết kế nhìn rất là hay, em rất thích luôn nhá. Vách cửa đây. Khung gầm sườn sàn của xe là không mục mọt gì hết các bác nhá. Máy số của xe cực chất luôn, của máy vẫn zin các bác nhá. Thế mới sướng đúng không ạ? Trang bị hiện đại, tiện nghi, an toàn. Bây giờ thì em sẽ đi vào sâu sâu bên trong là rất một chút để cho mình xem thêm về chiếc xe này, biết thêm về thông tin như là về tính năng của chiếc xe này và độ đẹp của chiếc xe này các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, bu lông ốp vít cánh cửa xe chưa tháo chưa vặn hết. Đấy, móc khóa đẹp này, tem nguyên này các bác này. Chỗ này có bậc bệ bước lên bước xuống đầy đủ này. Sàn của xe được lót thảm trải sàn 5D. Đấy, ở dưới thì nó là ní nhá. Dưới là ní. Đấy, ní đây các bác này. Và ghế đây, ghế điện luôn. Đấy. Ghế đây. Ghế loại ghế da da xịn nhá. Da xịn, da để da đéo đâu. Đấy, chiếc xe này có nút bấm gài cầu đây các bác này. Tăng giảm độ sáng cho đèn này. Và đây là loa nhá, loa chủ độ thêm, lắp thêm. Loa check nghe cho hay đấy mà. Phần bên trong nội thất này người ta thiết kế như này nó không ảnh hưởng nhá. Đấy, khi các bác đăng kiểm bộ nào nó khó thì nó chỉ bên ngoài, đi bên ngoài thay đổi màu hay là thay đổi kết cấu thì mình không đăng kiểm được, cái bên trong không ảnh hưởng nên không ảnh hưởng gì cả các bác nhá. Đây vô lăng này. Vô lăng lái rất chuẩn luôn, phanh ăn, lái của xe thì rất chuẩn luôn. Đây là chỗ mà gật gù vô lăng này. Mặt đồng hồ đây các bác này. Đấy, đồng hồ của xe thiết kế nhìn đẹp chưa? Đấy, nó vát sang bên đây, bên kia cũng vát sang bên đúng không ạ? Rất hay luôn. Chỗ này thì có gương chống chói này, trần đây, các bác nhìn xem, quay thêm cho bác xem. Nói chung là quay kỹ lưỡng đầy đủ những chỗ cần thiết để có thấy. Con này là của em, nó là xe nhập cho nên là khung sườn tôn vỏ của những dòng xe nhập này thì nó rất cứng và rất dày. Đấy, chạy đầm chắc các bác nhé. Tay lắm cửa, đẹp kính ốp lốc rồi, kính cửa thì bọc dán phim cách nhiệt 3M rồi. Kính của xe vẫn được kính zin đây, có số 0 là 2010 đấy các bác này. Đấy, đồ nhựa bên ngoài đẹp chưa? Chỗ này có cái nẹp khí lốc các bác nhé. Khi đóng cửa lại, tiếp đóng cửa lại các bác xem. Nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Vâng, vào đây các bác nhìn nữa này. Đấy, keo chỉ này, đóng trong này, gioăng cửa này. Cái con xe mà đời của nó đã qua sử dụng rồi mà được như này là quá ok tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, giá tiền thì như con mô linh thật. Như mô linh thật các bác nhá. Chứ không phải là bảo là nói điêu đâu. Không phải là bảo là trả góp đâu. Nhiều bác bố thế là trả góp à, đúng không ạ? Nhiều bác tưởng trả góp, không phải đâu. Các bác mình tổng chi bỏ ra đi. Các bác mình đang đi tìm mô linh thì các bác mình có thể nghiên cứu sang cái dòng xe này, mình tìm hiểu thêm sang cái dòng xe này để mình đi nhé, mình mua nhé. Tiền bằng mô linh thôi mà. Dạ vâng. Đây, gioăng cửa, gioăng khung, gioăng cánh của xe đẹp. Hột kèo đinh tán, đinh bấm QC của chiếc xe này vẫn còn nguyên zin. Đây. Không mất đinh nha các bác nhá. Anh em đã kiểm tra rồi. Lốp giày nó cả bộ luôn. Lốp giày cả dàn luôn đây. Đấy. Đèn sáng đẹp rất mới đây. Và xe đây ok rồi. Lốp của xe đây. Đây nhá. Nào dòng đúc nó là 5 châu kép các bác nhá. Đây phía sau xe đây các bác này. Phía sau xe thiết kế như này nhá. Nhìn cũng có khác gì là những chiếc xe lắm tiền đâu. Từ phần phía sau, phần nội thất, phần đầu, phần ngang, nói chung tổng thể chiếc xe này nó cũng khác với chiếc xe lắm tiền các bác nhá. Rất là đẹp, rất là mới và màu dáng đẹp. Phía sau thì có thấy là có những cái bắt cảm biến lùi chống va chạm như này các bác này. Và khu vực này thì có thấy là có hai camera lùi luôn này, hai camera lùi. Biển Hà Nội đây các bác này. Với cái biển này thì các bác mình để nguyên biển, không cần phải làm sắc tên đâu các bác nhá. Đây, cặp mưa cũng đầy đủ này. Đây, mở cốp luôn nhá, mở cốp luôn cho các bác mình xem đây. Đây các bác xem đèn. Vâng, mở cốp luôn. Đây, cốp của xe đây các bác này. Đây cốp nhá. Và đây là cái phủ tắp lô nhá, bác nào mà thích phủ tắp lô thì mình đặt cái này vào mình để phủ tắp lô nhá. Đây, đây là chuyên để phủ tắp lô này, phủ tắp lô để cho nó đẹp hơn, sáng hơn. Đây nhá. Cái này để che nắng này các bác này, cái này dùng để che nắng nhá. Cái này để điện thoại. Đấy, cốp của xe rất là rộng luôn để đồ thoải mái.
Chiếc xe này anh chủ trước độ phần nội thất đấy ạ. Đổi bầu nội thất này ạ, lên đến cả là vài chục triệu đồng nhé. Chiếc xe này chủ trước chủ xe trước đấy rất là chịu đầu tư. Kể cả như gầm bệ hay tất cả những cái gì mà chỉ cần anh thích cái nào anh bỏ tiền ra anh đầu tư luôn, đầu tư vào xe luôn. Cũng nhận là chịu chơi đúng không ạ? Đây. Đây mở cửa nhá, mở cửa ông này đi. Quay các bác xem chỗ này trước đi. Ok nhá. Đây các bác xem. Keo chỉ cánh cửa đây các bác nhìn này. Nó dính nguyên luôn này các bác này. Đấy. Tắp đi cánh cửa đây các bác này. Nó nguyên bản nguyên zin luôn này các bác nhìn xem. Đẹp nhá. Form của nó đấy ạ, nó ngay cả form luôn. Nó được cái form nhá. Đây các bác nhìn xem đây nó loa. Đây, sơn vân gỗ đây, công tắc tĩnh điện đây, này mở cửa đây. Đây bằng chất liệu da nhá. Tổng thể xe rất đẹp luôn, rất là cứng xe luôn các bác ạ. Ghế đây nhá, bộ ghế xe, bộ ghế của xe thì rất là mới rồi. Đây, rất đẹp, rất mới luôn này các bác này. Đóng cửa lại nhá, cửa đóng rất êm nhẹ luôn các bác ạ, rất là êm tay, chắc chắn êm. Bỏ gõ cứ loang quang xung quanh hết nhá. Bậc bệ bước lên bước xuống đây có luôn này các bác này. Keo chỉ cánh cửa đây các bác này. Đấy. Một cái phần tắp định cửa nữa đây. Quay thêm các bác mình xem. Bu lông ốc vít phần cánh cửa các bác nhìn này. Móc khóa này các bác nhìn này. Đấy nhá, các bác xem thêm. Đấy, chỗ này có tủ hiện toàn, chỗ này có một cái cốp đồ đây. Cốp đồ nằm đây nhá. Cốp này có khóa nha, anh chủ trước thiết kế một cái khóa đây. Đấy, có khóa rồi. Khóa thì sẽ yên tâm hơn đúng không ạ? Đây. Đây. Đây tổng thể phần nội thất chiếc xe này em đã quay review cho mình xem xong. Các bác nếu quan tâm đến mẫu xe này thì gọi điện liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số này sau nhé, là số 093 858 6307 và 0389 000 555 và 0335 838389 nhé. Ba số này, ba số bên em làm kết nối dùng Zalo. Và đây là phần dáng của chiếc xe này các bác nhìn xem, dáng thiết kế phải nói là quá đẹp mắt. Những chiếc xe mà tầm tiền, những chiếc xe như kiểu là cả như CX5 không đẹp bằng, kể cả như là một số những chiếc xe tiền tỷ thậm chí không đẹp form của chiếc xe này luôn đúng không ạ? Không hiện đại bằng mà nhìn form không đẹp bằng. Các bác nhìn xem này, quá đẹp đúng không ạ? Đây. Các bác nhìn xem nó có cái ốp để nhìn tăng độ thẩm mỹ lên rất là cao. Rất cao luôn đúng không ạ? Và bên đây cũng vậy nhá, nó sẽ có là camera đây này, và có sinh nhan báo rẽ nằm trên gương này các bác này. Đăng kiểm của xe đến tháng 6 nhé, tháng 6 năm 23 các bác nhé. Bên ngoài đây thì có lúc vẫn từ một trạm nằm tay đắp cửa, bên đây và bên kia đều có cả nhé. Đóng mở cửa không cần phải dùng chìa khóa đâu, bấm lấy là được. Gầm sàn đây, gầm sàn xe sáng đẹp đây. Đấy. Xe ok các bác nhé, các bác mua chiếc xe này thật sự là may mắn. Vì đây là chiếc xe mà anh chủ trước đi giữ gìn cẩn thận, xong bên này là anh đã đầu tư vào phần nội thất chiếc xe này rất là nhiều rồi. Bác nào mua được chiếc xe này đi thì quá là ok luôn. Đây các bác nhìn xem. Đấy, cầu đủ nhá. Bây giờ thì tiến hành mời các bác xem nốt phần động cơ. Đã đẹp lại còn chất, xong lại còn nhiều đồ đúng không ạ? Nhiều đồ chơi đấy ạ. Chiếc xe này nó quá nhiều đồ chơi luôn. Vâng, và đây là khoang máy, khoang động cơ của chiếc xe này nhá các bác nhá. Đây máy đây. Đây cabo đây, mỉ cabo xe vẫn còn này. Đây, khoang máy đây, khoang máy đẹp nhá. Chúc là máy số ngon, các bác yên tâm máy số chất luôn, của máy zin nhá các bác. Vâng, đây là mọi thứ chiếc xe này, tổng thành chiếc xe này. Em đã review và quay cho toàn thể các bác biết, các bác xem. Các bác mình đã lắm được tình hình về chất lượng của chiếc xe này. Những cái mà các bác mình không nhìn thấy, các bác mình không biết thì bên em đã tả cho các bác rồi, bên em đã đảm bảo cho các bác rồi, cam kết cho các bác rồi, bảo hành cho các bác rồi, các bác yên tâm nhé. Còn hình thức các bác mình đã xem, nếu các bác mình xem hình thức chiếc xe này thấy ưng thì các bác mình alo bên em để chốt giá đẹp nhé, sẽ có mức giá đẹp hơn ngoài cái giá mà bên em đưa ra, còn bớt còn thương lượng các bác nhé, bên em đưa ra giá thì vẫn còn bớt còn thương lượng cho các bác mình, các bác nhé. Bên em có đổi xe nhé, các bác có xe gì mang em đổi cho, các bác có xe gì bán mang em mua cho,
Các bác cần em hỗ trợ sang tên đổi chủ đổi biển, bên em làm cho. Hoặc là công chứng cũng được, bên em làm cho nhá. Bác nào muốn em ship xe đến nhà cho, bên em sẽ cho người ship đến tận nơi tận nhà cho bác nhá. Rất đơn giản thôi. Bác nào mà muốn xem những chiếc xe ô tô nữa của bên em thì đang có nhiều xe, có hơn 100 xe cơ. Bác nào đang tìm mua ô tô cũ thì hãy đăng ký kênh YouTube bên em. Hãy nhấn theo dõi Facebook bên em, nhấn follow TikTok bên em nhé, để đồng hành để biết thêm video mới, chiếc xe mới nhất của bên em đây. Theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, rất nhiều xe luôn các bác ạ. Rất nhiều xe luôn nha các bác. Và các bác mình xem xong dành tay cho em xin những lần like, những lần chia sẻ nữa. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất nhiều luôn. Vâng, video này em quay xong rồi. Cảm ơn toàn thể các bác rất nhiều nhá. Vâng, hẹn lại các bác vào video lần sau.